Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 13 làm tròn số tập phân tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là đối với mỗi bài, các em nên bấm tạm dừng video, các em làm bài trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Bài tập số 1. Hoàn thành bảng sau bằng cách làm tròn các số tập phân đã cho đến số tự nhiên gần nhất. Các em nhớ là làm tròn đến số tự nhiên gần nhất, tức là ta làm tròn số đến hàng đơn vị. Cụ thể chúng ta làm tròn số 25,108 đến số tự nhiên gần nhất, tức là chúng ta làm tròn đến hàng đơn vị. Làm tròn đến hàng đơn vị thì các em gạch chân cho thầy chữ số hàng đơn vị. Chữ số hàng đơn vị của số này là 5 thì các em gạch chân 5. Bây giờ các em kiểm tra xem sau chữ số gạch chân là chữ số nào. Nếu chữ số sau chữ số gạch chân là 0, 1, 2, 3, 4 thì các em làm tròn xuống. Còn nếu là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì các em làm tròn lên. Ở đây chữ số sau gạch chân là 1. 1 thì làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì gạch chân giữ nguyên. Sau gạch chân các em thay hết bằng 0. Như vậy, ta được số 25,000. Các em làm gọn phần tập phân đi, bỏ 3 chữ số 0 tận cùng của phần tập phân đi, ta được số 25. Rồi, số tiếp theo. Chữ số hàng đơn vị là 6, các em gạch chân 6. Sau chữ số gạch chân là 3. 3 thì làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì chữ số gạch chân các em giữ nguyên. Sau chữ số gạch chân các em thay hết bằng 0. Ta được số 406,000. Rồi các em làm gọn phần tập phân đi, ta được số 406. Các em nhớ phần tập phân bằng 0 thì các em bỏ đi. Số tiếp theo, chữ số hàng đơn vị là 0, các em gạch chân 0. Sau gạch chân là 9, 9 thì làm tròn lên. Các em nhớ, làm tròn xuống thì gạch chân giữ nguyên, còn làm tròn lên thì lấy gạch chân cộng 1. Lấy 0 cộng 1 bằng 1. Sau gạch chân thay hết bằng 0. Làm gọn phần tập phân đi, ta được số 1. Số tiếp theo, chữ số hàng đơn vị là 1, các em gạch chân 1. Sau gạch chân là 0, 0 thì làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì gạch chân giữ nguyên, các em giữ nguyên số 1. Sau gạch chân thay hết bằng 0, làm gọn phần tập phân đi, ta được số 1. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Chiều cao cân nặng của một số bạn học sinh được cho như bảng sau. Tên, bạn Hòa, bạn Nùng, bạn Báo, chiều cao, đơn vị đo là cm, cân nặng, đơn vị đo là kg. Em hãy làm tròn các số đo trong bảng trên đến số tự nhiên gần nhất để hoàn thành bảng sau. Rồi các em nhớ là làm tròn đến số tự nhiên gần nhất, tức là chúng ta làm tròn đến hàng đơn vị. Trước hết là chiều cao, tính theo đơn vị đo là cm. Chiều cao của bạn Hòa là 146,7 cm. Các em làm tròn số này đến số tự nhiên gần nhất, tức là làm tròn đến hàng đơn vị, thì các em gạch chân chữ số hàng đơn vị là 6. Nếu sau gạch chân là 0, 1, 2, 3, 4 thì các em làm tròn xuống.
Còn nếu là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì các em làm tròn lên. Ở đây sau gạch chân là 7. 7 thì các em làm tròn lên. Làm tròn lên lấy gạch chân cộng thêm 1, ta được số 147. Làm tròn xong thì sau gạch chân các em thay hết bằng 0. 147,0. Làm gọn phần tập phân đi, ta được số 147. Tiếp tục là bạn Nùng. Có chiều cao là 145,85 cm. Làm tròn đến số tự nhiên gần nhất, tức là làm tròn đến hàng đơn vị. Kem gạch chân chữ số hàng đơn vị là 5. Sau gạch chân là 8. 8 thì làm tròn lên. Làm tròn lên lấy gạch chân cộng 1. 145. 5 cộng 1 bằng 6. Ta được số 146. Sau gạch chân thay hết bằng 0. Làm gọn phần thập phân đi, ta được số 146. Tương tự 150,2. Kem gạch chân chữ số hàng đơn vị là 0. Sau gạch chân là 2. 2 thì làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì gạch chân giữ nguyên. Ta được số 150. Sau gạch chân thay bằng 0. Làm gọn phần tập phân ta được số 150. Rồi tiếp theo là cân nặng. Bạn Hòa cân nặng là 35,4 kg. Kem làm tròn số này đến số tự nhiên gần nhất, tức là kem làm tròn đến hàng đơn vị. Làm tròn đến hàng đơn vị, kem gạch chân chữ số hàng đơn vị là 5. Sau gạch chân là 4. 4 thì làm tròn xuống. Làm tròn xuống kem giữ nguyên gạch chân là 5. Ta được số 35. Sau gạch chân làm tròn xong kem thay bằng 0. 35,0 thì nó chính là số 35. 36,8. Kem gạch chân chữ số hàng đơn vị là 6. Sau gạch chân là 8. 8 thì làm tròn lên. Làm tròn lên lấy gạch chân cộng 1. 6 cộng 1 bằng 7, ta được số 37. Rồi. Sau gạch chân thay bằng 0. 37,0 thì nó chính là 37. 40,3. Kem gạch chân chữ số hàng đơn vị là 0. Sau gạch chân là 3. 3 thì làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì kem giữ nguyên gạch chân, ta được số 40. Làm tròn xong thì sau gạch chân kem thay bằng 0. 40,0 nó chính là số 40. Tiếp theo là kem sang bài tập số 3. Đúng điền D, sai điền S và ô trống. Khi ước lượng chiều dài bảng lớp, Việt nói chiều dài bảng khoảng 2 m. Nam nói chiều dài bảng khoảng 3 m. Chiều dài bảng chính xác là 2,85 m. Theo em, bạn nào nói đúng, bạn nào nói sai? Trước hết là các em làm tròn số 2,85 đến số tự nhiên gần nhất, tức là các em làm tròn đến hàng đơn vị. Đầu tiên các em gạch cho thầy chữ số hàng đơn vị là 2. Sau gạch chân là 8. 8 thì làm tròn lên. Làm tròn lên các em lấy gạch chân cộng 1. 2 cộng 1 bằng 3. Làm tròn xong thì sau gạch chân các em thay hết bằng 0. Như vậy 3,00 nó chính là số 3. Việt nói chiều dài bảng khoảng 2 m là sai. Nam nói chiều dài bảng khoảng 3 m là đúng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc học tốt.